Tết ở miền Tây đặc trưng là gói bánh tét. Đây là lần đầu tiên em thử làm bánh tét nhân chữ. Dù thành công hay thất bại thì đây cũng là một trải nghiệm. Gói bánh tét thì không thể thiếu lá chuối. Cắt lá chuối xong thì phải đi phơi. Cũng nấu cái này rồi mình đi xào. Thắng nước dừa cho bồng con, sau đó mới đem đi xào với nước. Như vậy thì nó sẽ béo và mùi cũng thơm hơn. Rồi đây tới màu thứ hai nha, là màu lá dứa. Tại vì em hoàn toàn làm màu lá dứa tự nhiên nên không có thêm màu thực phẩm nên cái màu nó hơi lợt á. Nếu mà mấy anh chị có thể muốn đậm hơn thì mình để thêm cái màu thực phẩm nha. Đậu xanh nha, mình xên nhưng đậu xanh nha cả nhà. Trong quá trình xên thì mình cứ đánh cái này luôn nha, cho nó nhuyễn luôn. Để nước cốt dừa nha. Cái này do cái nhà cái da thì em làm nhưng mặn á cả nhà nên em để miếng muối với miếng sữa đường, còn này thì em làm nhưng ngọt nên em thay để đường. Một ký đậu thì em cho khoảng chừng 100 gram đường, nói chung tùy nhà mình nha. Rồi cái này em cho thêm một miếng dầu ăn nha. Rồi khi mà nếp mình đã xào xong rồi các anh chị thì em mới đổ vô khuôn nha. Mới đổ vô khuôn như thế này. Màu xanh với lại màu này thì mình làm đây, còn màu xanh thì mình khỏi làm nha. Các anh chị cũng có thể mua những cái khuôn người ta bán, hoặc là mình không có thì mình có thể tạo.
lần đầu em làm ha nha. À, được số 4 mà nó không có ngày cả nhà ơi. Bị cắt hết á cả nhà, bị lộn hết rồi. Nè. Nói chung là nó ra chữ gì đây là chưa có thành công cả nhà.